này, chào cô chú này. Rồi mọi người ơi, cuối tuần mọi người đi ra ngồi, ra ngồi uống uống nước trái cây đó. Cái này là nước trái trái mâm xôi với lại mắc Malina and banana, chuối với lại trái mâm xôi. Nhưng Lucas uống kem dừa nè. Bánh này bánh gì nè, tao bạn ơi giời, mắc uống cà phê đó. Còn Tima nó đang ngủ của chú à, cô chú ở đây, Tima đang ngủ đang ngủ gần nhà mình nè mọi người. Chỗ này người ta đang xây cái đường đi của cái chung cư này mới gần xong đó. Gần nhà hôm nay trời không có nắng cho nên là nhìn nó hơi tối nè, chứ chiều này mới có 7 giờ. Mọi người đang tập trung cuối tuần là như rồi đó. Mark, you know when Saturday Sunday they don't have much people here, they go to play. Ui. Julie Saturday Sunday đang here. Thường thường ngày cuối tuần á lại không thấy nhiều người mà người ta đi đâu chơi hết rồi. Cái đang thấy ngon cát. Mất kiếm mì quanh kết chocolate có nha. Mời mọi người bánh nè. Bánh này giống bị giống núi lửa. Không có cao. Không ngon hả? Nào mắc à? Ai đồng quả? Tương cà, mình nói tương cà.
Hành tây. Hành tây. Và trứng con is nước mắm. Mọi người hôm nay mình không tắm luôn, cắt nó mừng á cô chú. Con kia nó giới thiệu. Cái phần giới thiệu này nó tự động luôn, tự nhiên nó thích ăn đó cô chú. Đó. À, cơm nè. À, hai cha con mọi người, cái kia bằng bì á mọi người. Cái này kia bằng bì nhưng mà lần đầu tiên em ăn luôn, lần đầu tiên nấu. Đó giờ Việt Nam không chưa ăn bì lần nào mọi người, nhưng mà ở đây không có bì, ở đây em làm bằng thịt. Tự nhiên không có bì không? Không có da heo. Chà. Chú. Trời đất ơi. Con tự gác bỏ vô trong dĩa làm cái dĩa lớn ăn cho nó dễ á. Chị Ma, chị Ma ngồi mày gác thịt cho con ăn nha. Rồi qua đây. Ask a chim kiểu nhâm nhâm. Cho con thịt nè, cho con thịt nhâm nhâm. Папа, вот, смотри, я сам все сделал себе. Cho thịt ngồi nhâm nhâm. Салатика не хватает тебе. Нет, это да. Не хватает. Давай. Làm cái bì này ngon quá chừng mà hai cha con không thích ăn. Bác sĩ mà ăn được. Ngất chim ngất cả ba bà luôn. Вот, надо еще соуса, чтобы было вкуснее есть. Nhạc, nha. Ôi, ôi, ôi. I know this is I tried to eat one time in China something like this and cannot with the smell. Да, I feel bad after this, you know? Да. Да, I don't know. Cannot. Anh mắc cơ người nói cái ăn cái mùi bì đó ăn xong muốn ốm mọi người. Tức là không ăn được, nghe cái mùi không ăn được. Cái mùi gạo đen nó không thích. Trời đất ơi, cầm thật gì hả con? Mất ai biết chứ mất thấy. Sauce. Да то не кисло. Cảm ăn luôn, ăn xong vô tắm cho chú à. Chứ bây giờ đâu có chịu đâu. Ăn xong rồi vô mình tắm luôn. Ngâm cục xương giống con chó. Mất là la sa ba cà lai tốt. Chứ mất cà lai tốt. Ôi cái này ăn ngon mà không biết ăn chậm. Cái gần mà. И коком бик. Ăn được sao được không biết. Nè mẹ. Còn hả? Mắc từ dưới phía sốt. Dưới phía sốt. I don't know. Don't help. Знаешь, я так долго не был в Вьетнаме, что почти все забыл про Вьетнам. Да? Да. Ну расскажи зрителям, что ты вчера папе маме говорил, что ты не хотел уезжать и хочешь вернуться во Вьетнам. Hello, comment photo. Hen. Kia con Việt Nam. Hen kia con ở Việt Nam. Con của Việt Nam. Con ta sa con cảm ơn đề vào Ukraine. Con Việt Nam. Nghĩa là hôm qua coi hình lúc mà hình cũ hồi đó lúc ở Việt Nam á. Là con nhỏ. Thì em có cách hỏi là tại không coi hình xong là không muốn đi qua Ukraine, muốn ở lại Việt Nam. Thích không? Соскучился по Вьетнаму. Папа, кстати, у нас очень сильно. Ты мама мне сюда хочет? Ну, что по мама нам сюда? А дядя Сергей, это тоже у нас в семье или нет? Конечно. Так он что,
очень большая семья. Нет, только у мамы большая. А почему только у нас у мамы? Thính dạo đây ăn ngon. Mặn ăn phải. Đậu chưa? Làm mới rồi đã con. Ê, đếm lên. Cái chân một tình. Ăn không vô tắm luôn. Thì con tự cầm đi con. Nhẹ một gói. Con chó mới thích nhậm xương. Dạ con. Hôm nay con 20 độ rồi. Nóng á à, lạnh á mà còn gió nữa. Gió quá trời gió luôn. Hai mẹ con nhẫn đi ra cho nó ngủ. Nhà nó chịu ngủ một chút. Nhẫn ngồi cho nó ngủ. Mà gió quá trời gió luôn. Gió là đẩy muốn hai mẹ con muốn tiến luôn. Con muốn tuần viên được mình nhà. Xíu nào. Nhân nhiệm ha. Cậu em chưa nhắn hỏi. Đây 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 cô chú qua coi thằng này nè. Thằng này ngậm xương mới ngon nè. Chị Ma con đang ngậm xương hả? Cô chú thương con nè, con ngậm xương của cô chú giống như con chó nè. Con chó ngậm xương nãy giờ ngậm gì mới im đó chứ còn không đâu có chịu. Con nói gì con chào cô chú ơi, con nói. À hả? Con nói ngon quá hả chào cô chú. Ăn ngon quá đó. Ngậm coi, ngậm xong vô tắm luôn. Trời ơi. Ờ, ngậm một chú có miếng thịt nó liếc xuống chỗ đó luôn thêm cô chú. Чем вкусненько мяско, да, кушаю мяско, только зубчиков нет. Да, нету зубчиков. Нет зубы, где зубы? Нету еще зубов. Ну что зубами кусать? Давай зубами. Ngon quá chừng luôn. Thích ăn thịt ram, thịt kho luôn vậy á. Trời ơi. Còn Lucas, Lucas nói gì nè? Không biết. Không biết nói gì hết. Chỉ ăn thôi. Nghĩ sao cái món này ngon quá chừng mà Hà cha còn ăn không được. Rồi coi coi nè, nước mắm nè. Đấy nghĩ là có ớt tỏi nhiều lắm cho nó ngon á, nó đẹp á.
nhưng mà do ăn cay không có được nên là cũng không có còn bỏ ớt luôn rồi. Sima, trời ơi. Dơ quá chừng dơ luôn. Thích. Oh my god. Sai rồi vậy. Đó, ăn gì mới im đó chứ đâu có chịu im đâu. Múp múp nữa, chấm múp chấm múp. Ngon không con? Con nói gì vậy? Cười cười cười. Vui thích hả con? Cười luôn hả con? Hơi dài thế à. Chìm à. Hai cô chú con nó ngặn quá thò lắm. Trời ơi, vô mặt có tổ hê. Vô tắm nè. Nói. Xin bye bye cô chú ơi. Bye bye. Cảm ơn cô chú theo dõi cái clip này nha. Hẹn gặp lại cô chú ở cái video tiếp theo nha. Tạm biệt. Bye bye. Tạm biệt. Hẹn gặp lại.